tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến thống đốc của đảng Cộng hòa thuộc tiểu bang Utah đã mà gọi là phủ quyết lệnh cấm tham gia các trận thi đấu thể thao đối với lại người chuyển giới. Thống đốc của tiểu bang Utah, ông Spencer Cox, vào ngày hôm qua đã phủ quyết luật cấm các cô gái là người chuyển giới, tức là từ nam chuyển qua nữ, đi tham gia vào thi đấu, các cuộc thi đấu thể thao. Và đặc biệt giống như là họ chuyển giới từ nam qua nữ thì bây giờ đi thi các môn thể thao của nữ, thì như vậy là điều này rằng là không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà ông vẫn phủ quyết cái dự luật này và cho rằng là điều này nó sẽ làm gọi là tan vỡ hiệp hội thể thao trường trung học tiểu bang, và nó chỉ ảnh hưởng đến một cái số ít thanh niên thiếu niên mà thôi, cho nên nó không có làm cái điều gì khiến cho chúng ta bị thay đổi mạnh mẽ cả. Hồi đầu tháng này thì ông Cox cho biết ông sẽ phủ quyết đề xuất về thay đổi của cơ quan lập pháp của tiểu bang, trong đó cấm một học sinh nam được thi đấu trong một cái đội ngược lại khi mà chỉ vì chỉ định mình là một học sinh nữ. Trong luật thì giới tính được định nghĩa theo tình trạng sinh học, thể chất là nam hay nữ, chứ không phải được xác định theo vấn đề di truyền và giải phẫu của một cá nhân sinh ra. Và ông Cox cho biết là ông hiểu việc phủ quyết sẽ bị gọi là override, tức là coi như là sẽ bị chính quyền của tiểu bang có thể là phủ quyết ngược lại cái phủ quyết của ông. Nhưng mà ông dự kiến sẽ kêu gọi một cái phiên họp đặc biệt để giải quyết luật này. Nhưng trong một lá thư gửi đến cho các nhà lập pháp hàng đầu của tiểu bang vào ngày hôm qua, ông Cox cho biết các nhà lập pháp không hiểu được những tác động tài chính sẽ gọi là ảnh hưởng lên hiệp hội vận động viên ở các trường trung học Utah, gọi tắt là UHSAA, và các khu học chính của địa phương của Utah chắc chắn sẽ bị kiện theo dự luật này. Đây là một cái trường gọi là các tổ chức của hiệp hội các vận động viên các trường trung học là một tổ chức tư nhân, nó có nguy cơ bị vỡ nợ và sẽ phá sản thật sự, khiến cho toàn bộ chương trình mà gọi là điền kinh của tiểu bang có thể gặp nguy hiểm. Và ông nói thêm rằng đồng thời lệnh cấm sẽ là một lời mời rõ ràng cho một vụ kiện và sẽ không cung cấp cái sự bảo vệ tài chính nào đối với lại các hệ thống của trung tâm của các hiệp hội các vận động viên thuộc về các trường trung học của tiểu bang Utah. Ông Cox cũng chỉ trích các nhà lập pháp đã vội vàng thay đổi luật và nói rằng về văn bản của dự luật hoàn toàn khác với kết quả mà ông dự đoán. Đó là nó sẽ là một ủy ban, ông cần có một ủy ban điều tra xác định tùy theo từng trường hợp mà cái người thiếu niên đó được phép tham gia hay không, chứ không phải là đưa ra một cái luật rồi là cấm hết tất cả các học sinh nam chuyển giới qua nữ là gọi là không được thi đấu. Thì điều này nó sẽ dẫn đến các vụ kiện tụng và sẽ làm cho cái hệ thống mà gọi là từ môn điền kinh, các môn thể thao của các trường trung học tiểu bang có thể bị đổ gãy hoàn toàn, cũng như dẫn đến hiệp hội các vận động viên trung học, gọi tắt là UHSAA, có thể bị phá sản. Thưa quý vị.